Xin chào tất cả các bạn nha. Thì ở cái phần 1 trước á, thì trong series này thì mình đã tìm hiểu về cách là chạy mô phỏng bằng model sim như thế nào ha. Thì ở phần 2 này mình sẽ tiếp tục chia sẻ là cách nào để mình test cái module nhanh nhất cái model sim này mà mình không cần phải viết ra một cái file có test để mà mình test ha. Thì ok, bây giờ mình sẽ demo luôn ha. Thì bây giờ đây là cái project trước mình làm nè, thì mình sẽ có hai file này đúng không các bạn? Một cái file là cái file cần test của mình, và một cái file desktop là xin là để test cho cái file sheet file này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm cái này một chút, đó là mình sẽ không cần cái file desktop này này nữa ha, mà không cần cái file desktop này nữa, mà mình chỉ cần một cái file sheet file này thôi. Và mình sẽ chạy trực tiếp. À, mình sẽ trực tiếp mình mô phỏng mà không cần phải viết code ở cái file test nữa nha. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ demo nè. Bây giờ phía dưới for đúng không? Mình sẽ click phải. Mình chọn là Simulation Without Optimization ha. Rồi mình đợi cho nó chạy. Rồi. Rồi. Screen load code lên thì mình sẽ add những tín hiệu này vào ha. Add những tín hiệu input output này vào. Rồi mình sẽ add những tín hiệu input output này vào. Rồi khi mà các bạn chạy như thế này á, khi mà các bạn ở cái module này, khi các bạn chạy á, các bạn thấy là nó sẽ bị đầu vào, là nó sẽ bị các tín hiệu nó chưa được connect là đúng không? Các tín hiệu nó chưa được connect với nhau. Đúng không? Cho nên là bạn thấy là nó sẽ là xanh đỏ vậy. Nhưng mình không biết là cái thiết kế của mình chạy đúng hay sai đúng không? Đó thì bây giờ mình sẽ có một cách là để mình biết là thiết kế mình nó chạy đúng hay sai, bằng cách là mình sẽ phọt những tín hiệu đầu vào này ha các bạn. Ha, phọt thế nào thì bây giờ mình sẽ demo luôn. Trước tiên là bây giờ mình sẽ trước tiên là bây giờ mình ok, trước tiên là mình sẽ restart ha. Rồi mình sẽ restart lại. Rồi mình sẽ lại sạch sẽ chứ có gì ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình phọt nè. Thì trong module sim này nó đã cung cấp cho mình một cái những cái công cụ ha, để mình có phọt thẳng cái tín hiệu đó khi nào bằng 0 khi nào bằng 1 ha. Bằng cách là các bạn lướt vào tín hiệu nè, sau đó các bạn lướt chuột phải ha. Đó, chuột phải các bạn có thể các bạn xuống phọt. Ha, các bạn có thể xuống phọt. Và à, cái này là một cái xung lốc. À, nếu là cái xung lốc thì mình sẽ chọn là lốc. À, lốc rồi ok, thì ở đây là cái cửa sổ mình chọn cái tín hiệu nó là xung lốc ha các bạn. Thì ở đây cái yêu hồ mình là lốc nè, thì lốc này mình sẽ chọn là cái duty cycle của mình là hẹn 100 đi như vậy ha. Rồi logic là value 2 là 1, lâu rồi không ok resin. Xin nghĩa là xung đốc này chạy theo cạnh lên ha. Rồi mình sau khi mình chọn xong này mình sẽ ok. À, boosty good value 0 100, ok mình chỉ cho 0 100 thôi. Period này là phải là nếu vậy thì nó sẽ là 50 ha. Ok 0 100 thì mình sẽ chọn nó là 50 thôi các bạn. Rồi đó là mình đã set lock xong ha. Rồi mình sẽ set reset nè. Mình sẽ chọn là mình fork các bạn. Fork mình sẽ fork nó là bằng 1. Rồi thằng tương tự như thằng này mình sẽ fork là 0. Evaluate này mình cũng sẽ fork là bằng 0. À, mình sẽ fork từng tín hiệu một vậy. On mặt full này mình cũng sẽ fork là bằng 0. Các bạn có biết cái cách này nó tiện lợi như thế nào không? Nó tiện lợi là mình sẽ không cần phải viết một cái test gì hết. Mình có thể phọt trực tiếp đầu vào luôn ha. Phọt trực tiếp đầu vào để mình kiểm tra cái tính đúng đắn của thiết kế, thì nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được cái thời gian ha, tại vì không phải lúc nào mình cũng có thời gian để mình viết code test nha các bạn. Không phải lúc nào mình cũng có thời gian viết code test, thì đây là một cái cách rất hữu hiệu để mình có thể mình test là mình không cần phải dùng đến cái code test. À, delta này mình sẽ phọt
mình sẽ học là AA chẳng hạn. Ha. AA. Rồi, AA ok. Rồi already này là một cái output ra thì mình sẽ không cần vọt. Rồi mình chỉ cần vọt cái input thôi. Rồi ok, sau khi mình vọt xong thì giờ mình sẽ chạy nè. Mình sẽ chạy nè. Đó. À, ở đây mình còn một cái DM chưa set. Mình sẽ vọt luôn, mình sẽ vọt nó là bằng 0 luôn nha các bạn. Rồi. Rồi sao mình giờ mình run. Đó, thì các bạn thấy là cái dạng sóng mình nó bắt đầu nó xanh rồi đúng không? Xanh rồi đó. Giờ mình có thể mình bắt đầu mình test được ha. Thì mình muốn test được thì mình phải cho reset. Reset sẽ vọt về 0. Để bắt đầu tín hiệu nó chạy. Và bắt đầu mình sẽ vọt là valid, mình sẽ vọt giá trị 1. Đấy, nó chạy được ha. Rồi. Ok. Ok. Thì các bạn thấy nè, các bạn vọt vậy thì cái reset nó xuống 0 vậy, invalid nó sẽ lên lên 1 mà đúng không? Đó, thì bây giờ mình muốn invalid xuống 0 đó, thì mình lại nút chuột phải mình chọn vọt. Tức là mình có thể là tạo được cái dạng sóng theo ý muốn của mình đó. Mình tạo được cái dạng sóng theo ý muốn của mình đó các bạn. Ha. Đó, rồi bắt đầu mình vọt nè. Mình lại tiếp tục run ha. Đó, các bạn thấy cái này nó xuống nè. Đó. Đó, rồi bây giờ mình muốn đọc ra đúng không? Ok, mình muốn đọc ra thì mình sẽ phọt này lên chỉ một. Ok, thì mình sẽ đọc ra đúng không? Mình sẽ run tiếp tục. Đó. Rồi mình muốn hết phọt thì mình sẽ phọt hàng này về không lại. Ok, mình sẽ run tiếp nè. Đó. Đó. Thì đây là cái mọi cách rất là nhanh gọn nha. Ưu điểm cái này là loại nhanh gọn tiện lợi ha. Để mình có thể mình test được code mình liền mà mình không cần phải viết code môn học. Và các bạn thấy nè, các bạn để ý nè. Một khi các bạn run nó thì nó sẽ tạo thành những cái comment ở phía dưới nè. Ha, những comment phía dưới. Thì ở những cái comment này nó cho phép bạn gõ trực tiếp trên cái terminal này luôn ha. Bạn không cần phải dùng cái set ở phía trên nữa. Ha, hiện như mình sạch ở đây, mình cắt gán ở đây ha. Các bạn lướt được phải các bạn chọn copy ha, thì các bạn chọn shift insert là các bạn gán ha. Nó thì này là cái khi bạn gõ comment này trên terminal thì tương ứng với cái chuyện các bạn vào đây các bạn chọn tín hiệu ha, hoặc hay hoặc gì đó. Thì có hai cách để mình làm, mình có thể làm bằng cách này, mình phọt bằng cách này cũng được, tức là phọt bằng trên giao diện của nó. Còn không thì các bạn có thể phọt cho terminal bằng comment thì cách này cũng được ha các bạn. Rồi ok, thì đây là một cái mẹo nhỏ để mà mình sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức của mình ha, để mình kiểm tra cái thiết kế của mình đúng hay sai. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Và nếu thấy video kết thì các bạn hãy cho mình một like và subscribe ha.